Hello, bonjour tout le monde, xin chào tất cả mọi người. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un autre secret pour bien parler français, c'est le rythme de la langue. Trong video này, Thùy Dương sẽ chia sẻ với các bạn một bí quyết mới của Thùy Dương để có thể nói tiếng Pháp tốt và chuẩn. Đó chính là nhịp điệu của cái tiếng Pháp là như thế nào. Alors, rythme de la langue française. Rythme de la langue française. Donc, effectivement, je ne fais pas de sous-titres actuellement, donc je fais avec les moyens du bord. Hiện nay thì Thùy Dương chưa có làm phụ đề, cho nên là Thùy Dương làm với những cái mà Thùy Dương có nha. Donc, rythme de la langue française. Alors, il faut savoir que le vietnamien est une langue monosyllabique. Param, langue monosyllabique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, je l'explique en vietnamien. Tiếng Việt ý, đó là một tiếng mà có nghĩa là một từ, nó là một âm. Một từ, một âm thì có nghĩa là monosyllabique. Alors, ça veut dire que du coup, en vietnamien, un mot, c'est une syllabe. D'accord? Syllabe, homme. Je vais vous donner un exemple. Xin chào, tôi tên là Vũ Lê Thùy Dương. Tan 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 tan. Donc, chaque mot, on fait tac 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 tac. Alors qu'en français, c'est différent. Bonjour, je m'appelle Vũ Lê Thùy Dương. Tiếng Việt, các bạn nghe thấy không? Mỗi từ là một âm, cho nên là nó cắt. Cắt, 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 cắt. Đó, còn tiếng Pháp thì nó không như vậy. Mình sẽ cho một ví dụ bằng tiếng Pháp nhá. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité, pardon. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Hiện nay, tôi đang ở Pháp và tôi không phải ở Việt Nam. Tôi có quốc tịch Pháp và Việt Nam. Hiện nay tôi đang ở Pháp và không phải ở Việt Nam. Tôi có quốc tịch Pháp và quốc tịch Việt Nam. Vous entendez? Il y a le tac 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 en vietnamien. Tiếng Việt ấy, các bạn nghe thấy không, là nó cứ ngắt 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 ngắt. Trong khi tiếng Pháp thì nó lại là Je suis actuellement en France. Et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Nếu như mà mình nói theo kiểu Việt Nam ấy, thì sẽ thành ra thế này. Si je parle avec la façon vietnamienne, ça va faire comme ça. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Vous sentez en fait, le vietnamien, donc par habitude bien sûr, il aura l'habitude de couper à chaque fois qu'il y a une syllabe. Alors qu'en français, ce n'est pas du tout le cas. Déjà, la coupure se fait par rapport au mot. Donc par exemple, actuellement. Actuellement. C'est pas actuellement. Tiếng Pháp ấy, thì nó sẽ không cắt. Không ngắt như là ở tiếng Việt. Tiếng Việt thì mỗi cái âm thì nó sẽ cắt đúng không? Còn tiếng Pháp thì thứ nhất là cái việc mà cắt cái coi như cái giọng điệu, cái âm ngữ thì nó sẽ khác, và nhất là nó tùy thuộc vào cái từ. Ví dụ như là cái từ actuellement này. Tiếng Pháp nó sẽ nói một cách nó trôi chảy hơn, actuellement. Actuellement. Theo kiểu tiếng Việt sẽ nói là actuellement. Actuellement. Và các bạn cũng có thể nghe thấy rằng là theo kiểu tiếng Việt ý, thì mình sẽ thường là cái giọng nó hơi cao cao một chút. Actuellement. Actuellement. Và lại còn hơi kiểu như là ắc ắc. Ngắt ngắt ý. Còn tiếng Pháp thì nó sẽ tròn hơn rất là nhiều. Nó sẽ nói là actuellement. Actuellement. Đó. Ngoài ra ấy thì các bạn cũng có thể thấy rằng là mình nói tiếng Pháp nhá, je suis actuellement.
theo từng cụm từ. En France et pas au Vietnam. Le français va parler avec justement un ensemble de mots, avec une petite pause, et puis ça continue. Et en fait, justement, l'ensemble des mots, vers le moment où en fait ça s'arrête, il y a un sens, justement. Các bạn cũng có thể để ý rằng là khi mà mình dừng lại thì mình cũng sẽ dừng lại với một cái cụm từ có một cái ý nghĩa nào đó. Par exemple, je ne vais pas dire, ví dụ như mình sẽ không nói là je suis actuellement en France et pas au Vietnam. Mình sẽ không nói như vậy, d'accord? Nếu như mà mình hiểu mình đang nói gì và biết mình đang muốn truyền đạt gì thì cái việc mình ngắt ở đâu nó sẽ có cái tầm quan trọng. Le fait qu'on sache en fait ce qu'on a envie de dire permet justement de faire l'arrêt et la pause au bon endroit. Donc je vais répéter. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Và các bạn cũng có thể nghe nhá, cái âm điệu nhá, là cuối câu bao giờ mình cũng đi xuống. Còn tiếng Việt ý, bình thường thì hơi đi lên. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. Alors que je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Các bạn nghe thấy không? Mình và khi mà mình nói một cái cụm từ nhá, thì bao giờ cái bằng tiếng Pháp ý, thì cái âm cuối cùng, syllabe là âm nhá, cái âm cuối cùng bao giờ nó cũng dài hơn và đi xuống hơn một tí. Ok? Ví dụ vietnamienne. En français, en fait, vous remarquerez que pour un mot, en fait, la dernière syllabe, elle est un peu plus longue et elle descend un petit peu plus que les autres. Par exemple, vietnamienne, vietnamienne. Française, française. Et remarquez également que la dernière syllabe, entre guillemets, comme le ne ou le the de française, par ici, c'est très très doux. Các bạn cũng để ý nhá, là cái phần cuối của câu, ví dụ như là ne hoặc là the ấy, của française và vietnamienne, thì mình nói rất là ngắn thôi. Nhá. Par exemple, française, vietnamienne. Mình không có nói française, vietnamienne. Par contre, ici, effectivement, on dit nationalité. Nationalité. Actuellement. Actuellement. Nationalité. Nationalité. Các bạn nghe thấy nhá. T, nó dài hơn. Le T est plus long que le reste, en fait, du mot. Nationalité. Nationalité. Cái mot ở đây cũng vậy nhá. Actuellement, actuellement, actuellement. Và lưu ý không phải actuellement, actuellement, actuellement. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. C'est beaucoup plus doux. Un autre exemple, justement, comme on est en train de parler de langue monosyllabique. Voilà, c'est un peu plus long. Monosyllabique. Monosyllabique. Et en vietnamien, on va dire, theo kiểu tiếng Việt thì mình sẽ nói monosyllabic, monosyllabic. Các bạn nghe thấy không? Monosyllabic. Mình không đi lên nhá. Monosyllabic. Monosyllabic. Và cái k cũng rất là nhẹ nhàng. K. Monosyllabic. Không phải là monosyllabic. Monosyllabique. 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 D'accord?
Voilà, donc voici pour la prononciation et aussi finalement le rythme de la langue. J'ai envie de donner un bonus justement sur ça. Mình vừa mới giải thích cho các bạn về cái giọng âm và cái gọi là cái nhịp điệu của tiếng Pháp. Và mình cũng có một cái bonus bonus mà mình muốn chia sẻ với các bạn. En fait, j'avais rencontré récemment une prof de chant et quand elle m'a entendu chanter en vietnamien et en français, elle s'est dit waouh, mais c'est vachement différent. Khi vừa rồi là mình mới gặp một cô dạy hát và cô đấy nghe thấy Thùy Dương hát bằng tiếng Pháp và tiếng Việt và cô ta bảo là ồ, tiếng Pháp và tiếng Việt thật là khác nhau. Và khác nhau như thế nào? Nghĩa là en fait, en vietnamien, comme c'est une langue monosyllabique, il y a beaucoup de consonnes. Trong tiếng Việt, vì đó là một âm là một từ, thì nó có rất là nhiều gọi là consonnes, hình như là nguyên âm như là cờ, tờ, đờ, xin chào, sở, chờ, thì đó là nguyên âm đúng không? Còn ao, a, e, o, i, đó là phụ âm đúng không? Nếu như mà Thùy Dương nhầm thì các bạn thông cảm nhé, vì Thùy Dương không phải là chuyên ngành để đi dạy và không có những cái từ vựng trong cái chuyên ngành này. Và phụ âm nghĩa là a, e, i, o, u, tiếng Pháp là voyelle. Consonne, tiếng Pháp, consonne nghĩa là nguyên âm là k, k, a, k, k, b, d, c, g. Và câu chuyện đó là cô ta kể rằng là khi mà chúng ta hát ấy thì cái các cái phụ âm a, e, i, o, u đó là những cái âm thanh mà nối giữa đất và trời. Elle disait que en fait les voyelles c'était les sons qui reliaient la terre jusqu'au ciel. Par exemple, ví dụ, a, e, i, o, u. Vous voyez? Il y a quelque chose, effectivement, comme une colonne d'air qui monte de la terre jusqu'au ciel. Các bạn nghe thấy không? Nghe giống như đúng là có một cái luồng khí đi từ đất lên trời. Et donc, les consonnes sont là pour, en fait, dans le chant, en tout cas, accompagner les voyelles au maximum. Il faut éviter de trop les couper, les voyelles, puisque sinon on va couper la voix et le son. Cô này cũng giải thích rằng là khi mà chúng ta hát ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng dừng lại, tức là cố gắng không để cho các cái nguyên âm như cờ, tờ, giờ nó cắt quá nhiều những cái phụ âm a, e, i. Đó, nếu không thì cái âm thanh nó sẽ không không được đẹp cho lắm. Thì tại sao Thùy Dương lại nói về cái này? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Tại vì trong tiếng Việt thì cuối cùng là có rất là nhiều cái nguyên âm, vì mỗi từ thì nó bao giờ cũng sẽ có, chắc chắn là có một cái nguyên âm. Và nguyên âm thì là như thế nào? Là mình đóng mồm lại. Vous savez qu'en vietnamien, avec une langue monosyllabique, chaque mot a finalement une consonne. Et la consonne, justement, elle bouffe la voyelle et en fait, on va fermer la bouche à chaque fois qu'on prononce une consonne. Pardon. Donc, regardez, B, T, G, C, các bạn nhìn thấy nhá, B, G, T, C, K. Mỗi lần mà mình nói một cái nguyên âm, phát âm, một cái nguyên âm, hoặc là một cái từ tiếng Việt ấy, vì bao giờ cũng thường sẽ có cái nguyên âm, thì khi mà mình phát âm cái nguyên âm, bao giờ cái mồm của mình cũng đóng, cờ, tờ, nhờ, chờ. Và nó sẽ tạo ra cho cái tiếng Việt ý, một cái gì đó nó khép kín hơn rất là nhiều so với tiếng Pháp.
Donc ça crée justement dans la langue vietnamienne quelque chose qui est beaucoup plus fermé par rapport au français. Beaucoup plus fermé et tranchant, tranchant, tranchant. Một, nó sẽ tạo ra cho cái tiếng Việt của mình một cái gì đó nó khép kín hơn rất là nhiều và nó kiểu ngắt, 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 ngắt. Đó. Và mình thấy rằng là cái này nó cũng phản ánh cái văn hóa của mình. Et je trouve que cette particularité de la langue vietnamienne reflète également justement une part de la culture vietnamienne. Parce qu'en fait, pour les Français en tout cas, quand ils considèrent un Asiatique ou un Vietnamien, ils voient justement ce côté un peu militaire, un peu fermé et un peu rigide. Tại vì người Pháp khi người ta nhìn vào người Việt Nam hoặc là một người châu Á, bao giờ cũng sẽ có một cái phần nào đó nó rất là coi như là giống như là quân đội ý, và bao giờ cũng phải lắng nghe, phải tuân lệnh này. Và nó cũng rất là khắt khe. Đó. Nghe lời và khép kín. Et en plus, lorsque on passe de la du son français au son vietnamien, écoutez, với cả khi mà mình từ cái giọng âm tiếng Việt sang giọng âm tiếng Pháp nhá, các bạn nghe nhá. Mình sẽ nói là a của tiếng Việt, a của tiếng Pháp. Ça sera a en vietnamien et a en français. Et donc, quand j'ai dit ça à un Français, il s'est dit, mais on dirait que c'est plus enfantin. Và khi mà mình nói như vậy cho người Pháp ấy thì người ta bảo là ô giọng tiếng Việt hơi trẻ con một tí, trẻ con so với người Pháp nhá, ok, nghĩa là trẻ con người Pháp nó sẽ giọng nó hơi thái thái hơn hoặc là hơi coi như là kiểu như vậy, à bonjour bonjour, còn tiếng Pháp là à bonjour, nó có một cái gì đấy nó nói chung là nó khác đó. Thì so với người Việt, nếu mà cái giọng nó hơi trẻ con một tí như vậy với người Pháp ấy thì người ta sẽ có một cái hình ảnh là đứa trẻ là nó nhỏ xíu đúng không? Nó lắng nghe và nó cũng coi như là vui vẻ nữa. Nhưng nó nhất là nó sẽ luôn tuân lệnh một cái người bên trên. Đó. Thì mình thấy là cái nét này cũng khá là giống với cả người Việt Nam. Luôn là lắng nghe người trên và cũng có một cái gì đó nó khá là vui vẻ trong cái văn hóa phong cách của người Việt Nam so với người Pháp nhá, so với người Pháp. Và đó là so với cách nhìn của người Pháp, người Việt Nam thì luôn luôn là cười ha rồi lúc nào cũng cười hết. Còn người Pháp thì họ sẽ không như vậy. Họ sẽ không có làm như thế này hoặc là như thế này, họ sẽ kiểu sử dụng những cái phong cách khác. Ok, đó là cái bonus mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết thôi. Còn lại thì mình có thể quay lại và đọc lại cùng nhau cái câu tiếng Pháp này nhé. Donc c'était juste simplement le bonus que je voudrais partager avec vous. Et donc là, je reviens avec cette phrase. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Je répète, mình nhắc lại nhé. Je suis actuellement en France et pas au Vietnam. J'ai la nationalité française et vietnamienne. Video của mình xin hết tại đây. Xin lỗi các bạn nếu như mà mình nói thỉnh thoảng hơi có lủng củng một tí và không có thoát ý. Cũng là vì mình mỗi lần mình làm video này thì mình làm một cách tự nhiên và tùy cơ ứng biến. cho nên là các bạn thông cảm nhé. Và mình sống ở Pháp lâu năm cho nên là mình sẽ quen nói tiếng Pháp nhiều hơn thông qua những cái từ vựng và cách diễn đạt. Si il y a eu des moments justement où j'ai un petit peu voilà, bégayé, où c'était pas forcément très clair, surtout en vietnamien, pardonnez-moi puisque finalement je fais ces vidéos d'une manière naturelle, non trop préparée. Et en plus, j'ai plus l'habitude de parler en français qu'en vietnamien, puisque ça fait longtemps que j'habite en France.
Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à partager également ma chaîne à vos amis français ou vietnamiens, puisque finalement je fais également les mêmes explications en français pour les Français. Các bạn nếu thích thì có thể là like kênh YouTube của mình và cũng có thể chia sẻ những cái video này hoặc là kênh YouTube của mình cho các bạn Pháp lẫn Việt Nam, tại vì mình cũng có làm những cái video bằng tiếng Pháp và giải thích cho các bạn Pháp về văn hóa Việt Nam, và mình cũng giải thích rất nhiều nhiều thứ khác về cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Merci beaucoup, au revoir.